đất của người ta đang cầm cố, có thể ngân hàng, có thể cho người khác vay mượn chỗ người khác, thì làm thế nào để cho an toàn? Thì trong video ngày hôm nay thì các bạn xem hết nhé, Dũng sẽ chia sẻ bạn cách để chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro khi mà các bạn mua đất mà bìa họ đang cắm ở ngân hàng hoặc là gì ạ, họ bảo như vậy nhưng mà chúng ta chưa xác minh thì chúng ta không biết được. Trong video này chúng sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta loại bỏ rủi ro này nhé. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là gì ạ, khi mà các bạn mua bìa đỏ thì nó, chúng ta mua bán giao dịch mua bán đất đai thì nó có rất nhiều cái rủi ro có thể xảy ra. Sổ họ gì ạ, họ cắm ngân hàng sau đó họ làm cái sổ giả, họ bán cho giao dịch với bạn, họ vẫn có một sổ đó nhưng mà gì ạ, họ đem bán cho rất nhiều người cùng lúc và bạn là một trong những người đó. Khi mà chúng ta không tỉnh táo và chúng ta không biết xử lý thì chúng ta sẽ rất dễ mất tiền, bởi vì sổ người ta, ví dụ sổ ta đang cắm trong ngân hàng thì không được phép giao dịch rồi, và cái việc bạn giao dịch đấy là không được pháp luật công nhận. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể an toàn khi mà chúng ta mua? Đối với các trường hợp này thì bạn cần làm như sau. Đầu tiên nhé, trước khi bạn nghĩ đến việc xuống tiền đặt cọc thì bạn cần phải xác minh lại, một, sổ đang nằm ở đâu. Nếu họ nói là họ đang vay ngân hàng thì yêu cầu họ gì ạ, anh chị ra ngân hàng lấy cho tôi cái xác nhận ngân hàng là sổ đang vay ở ngân hàng này, và các bạn cùng họ ra phòng công chứng để làm công chứng cọc, không công chứng viết tay, công chứng cọc đàng hoàng, mất ít phí nhưng an toàn. Trường hợp thứ hai, nếu như mà họ có sổ cho bạn thì bạn cần làm gì? Đó là bạn có thể photo hoặc bạn nhờ người ta lên văn phòng đăng ký đất đai, có thể nhờ người ta check cho, anh ơi chị ơi giúp em xem bìa này có phải là bìa thật không. Nếu là bìa thật thì mua, còn là bìa giả thì chúng ta biết ngay. Không có gì được, tất cả mọi tình huống nha, các trường hợp trước khi bạn xuống tiền thì việc đầu tiên của bạn gì, đó là check, kiểm tra về pháp lý của sổ đó có đúng hay không, hiện nay đang ở đâu và tình trạng nó như thế nào. Cọc là rõ ràng phải có công chứng, không có chuyện không có công chứng đó. Còn trong trường hợp mà gì, sổ họ đang cắm ngân hàng thì sao? Thì lúc giao dịch thì đương nhiên là gì ạ, về mặt pháp luật quy định là chưa được phép giao dịch, bởi vì đang bị cầm cố, đang bị thế chấp, chúng ta phải làm thủ tục giải chấp. Và trong trường hợp khi làm thủ tục giải chấp rồi thì có cái khoảng thời gian từ lúc mà gì ạ, nộp tiền vào để mà giải chấp, nó có thời gian trống. Tốt nhất là gì ạ, làm cái hợp đồng gì ạ, ủy nhiệm, có nghĩa là gì ạ, tôi có thể ủy nhiệm cho một cái đơn vị nào làm cho bạn sổ hoặc ủy nhiệm cho bạn đi làm việc giải chấp thì nó sẽ yên tâm hơn so với việc để người ta cầm tiền cầm biển. Và đây là cách mà gì ạ, Dũng vẫn thường làm để giảm thiểu rủi ro. Và bạn nào thấy rằng là cách làm này hay và hiệu quả giúp các bạn có thể không mất tiền thì các bạn có thể chia sẻ nội dung video này nhé, chúng ta sẽ giúp các bạn sẽ có được những thương vụ đầu tư an toàn. Kiếm được tiền đã dễ rồi nhưng mà giữ được tiền lại là cả vấn đề.